Đội dung xin chào các nhà người TV. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Đức Giáo Hoàng Francis nói các tu sĩ lạm dụng tình dục nên ra đầu thú. Lần đầu tiên California có một đoạn xa lộ mang tên Barack Obama và làm tình với súc vật một cảnh sát viên ở Louisiana bị truy tố. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay trong cuộc họp trước ngày lễ Giáng sinh, Đức Giáo Hoàng Francis đã họp với các hồng y lãnh đạo trong tòa thánh và ngài đã kêu gọi là những linh mục, giám mục nào lạm dụng tình dục thì nên ra đầu thú để bảo đảm công lý của con người và bảo đảm cho cái sự gọi là linh thiêng của giáo hội. Đó là cái lời phải nói là rất là nặng nề đối với của Đức Giáo Hoàng đối với các tu sĩ mà từ trước tới nay các ngài kêu thẳng luôn. Ai phạm tội thì nên tự thú, ra đầu thú, đừng để bị bắt. Chuyện này nó xảy ra phải nói là nó mang tiếng cho Vatican trong thời gian qua. Đặc biệt là trong cái chuyến thăm Chile hồi mới đây của Đức Giáo Hoàng, khi mà ngài về đó đã có người báo cáo cho ngài biết là có những cái bê bối tình dục ở Chile, nhưng mà ngài không tin. Nhưng khi trở về Vatican thì ngài mới biết, và vừa rồi bà ngài lột áo một loạt số hồng y và giám mục ở tại Chile. Đó. Rồi thêm cái vụ scandal ở Mỹ nữa, ở tiểu bang Pennsylvania, Bộ Tư pháp đây mới phát hiện là trong nhiều năm trời khoảng 200 tu sĩ bị tố cáo lạm dụng tình dục trẻ em. Và mới đây ngài cách chức một cựu hồng y ở tại Washington DC, và cách đây 3 ngày thì ngài chấp nhận đơn từ chức của một giám mục phụ tá tổng giáo phận Los Angeles cũng vì những cái tội đó. Ngài cho biết như thế này, sáng nay ngài nói là kêu gọi những người tự thú là không kể. Ngài nói là những ai vi phạm những cái tội như vậy không khác gì Judas. Judas là cái người tông đồ bán Chúa trong Kinh Thánh như vậy. Và ngài nói luôn Judas luôn luôn hiện hữu trong giáo hội, và đó là cái sự một cái dấu hiệu của sự kém cỏi, sự yếu kém. Thành ra quý vị nào mà vi phạm những cái này chẳng khác gì Judas cả. Đó thì đó là ngài nói như thế, thành thôi phải ra đầu thú đi. Đó là cái phát biểu của Đức Giáo Hoàng. Và đặc biệt là trong tháng 2 năm tới đây, Đức Giáo Hoàng sẽ triệu tập tất cả các vị gọi là chủ tịch hội đồng giám mục của khắp thế giới về Vatican để có một hội nghị kéo dài trong 2 ngày liên quan đến cái đề tài làm sao mà ngăn chặn cái tình trạng lạm dụng trẻ em ở các cái giáo phận. Ở tại California chúng tôi, thưa quý vị, ngày hôm qua lần đầu tiên có một đoạn xa lộ đặt tên là xa lộ Barack Obama, President Barack Obama. Quý vị biết tiểu bang California, tiểu bang cấp tiến, nhiều người thích Obama. Trong cuộc bầu cử năm 2016 vừa qua, có tới 61.7% cử tri bầu cho bà Clinton, còn 25%, nhưng mà cũng có 25% cử tri Cộng Hòa đây, Cộng Hòa cũng coi như bằng 1/4. Và cái tấm bảng này, thưa quý vị, vừa được gắn là trên xa lộ 134, đoạn từ xa lộ 2 ở thành phố Glendale đến xa lộ liên bang 210 Pasadena. Luật mà để làm cái bảng này, cấm cái bảng đặt tên cái đoạn xa lộ này là có từ tháng 9 năm 2017, nhưng bây giờ người ta mới hình thành. Lý do tại sao đặt ở Pasadena? Bởi vì thưa quý vị, khi mà còn trẻ đó, ông Obama ông học ở Occidental College đó, ở thành phố Eagle Rock, từ năm 79 đến năm 81. Và trong thời gian đó thì ông có ở sống ở Pasadena, sau này thì ông chuyển qua Columbia University ở New York ông học hả? Thành ra cái xa lộ này vinh danh ông thì nó nằm ở Pasadena, và nó cũng có chạy đi qua luôn cả cái đoạn thành phố Eagle Rock đó, là một cái thành phố mà có cái đại học Occidental College ở đó. Thì những người ủng hộ Obama khoái quá, qua chạy đường này, wow, quá đã, tôi lái xe đi làm trên con đường này mỗi ngày, có người viết lên Facebook của khoe thế. Rồi có một người khác thì viết lên, ôi ôi tôi sung sướng quá khi thấy mấy tấm bảng này. Rồi cũng có những người không ưa ông Donald Trump, cái ông bà kế vị Obama, giờ thì cũng quên nói thêm câu móc thêm này, họ viết trên Facebook như thế này: có lẽ chúng ta nên đặt tên vị tổng tư lệnh quân đội hiện nay cho một miếng mô làm giảm tốc độ trên đường. Mô là cái bấm bờ, cái chạy với cái đường mà nhỏ này, họ hay làm cái bấm bờ, cái mô để cho mình chạy xem chậm lại, thì nên đặt cái bấm bờ đó tên Donald Trump để cán vào. Đó. Thì nhưng mà còn các cử tri Cộng Hòa thì sao? Có người viết lên Facebook như thế này: đáng lẽ đây phải là con đường cốt mới đúng, dead end đó, gọi là khuôn đường sắt mới đúng chứ không phải là xa lộ. Rồi một người viết đó, đây không phải là xa lộ của tôi, not my highway, không? Đó, thì cái đó là, nhưng mà chưa hết. Thành phố Los Angeles thông báo vào tháng 8 vừa rồi là sắp tới đây họ sẽ đặt tên một con đường nữa, con đường là Rodeo Road ở thành phố Los Angeles, trở thành đường Obama Boulevard. Con đường này sẽ đi qua một khu mà đa số dân gốc Phi Châu ở. Và đây cũng là cái nơi, cái vùng mà hồi ngày 20 tháng 2 năm 2007, ông Obama lúc đó đi vận động tranh cử tổng thống có làm một cuộc vận động ở tại đây. Đoạn đường này dài 3.5 dặm. Liên quan đến một cảnh sát ở bên Louisiana, có thể tưởng tượng một cảnh sát viên từng lãnh được giải thưởng, bây giờ bị bắt truy tố 40 tội. Vì cái tội gì? Làm tình với súc vật.
Ông này là ông cảnh sát tên là Terry Yatman, năm nay 38 tuổi, thành phố Boxer, tiểu bang Louisiana. Ông bị truy tố 20 tội danh hành hạ súc vật và 20 tội danh ghi hình các hành động tình dục con vật. Thế là ông này làm tình với súc vật là còn quay video để lại đó, không biết làm sao cảnh sát biết được, và họ đến nhà họ khám thì họ thấy bắt đầy đủ quả tang. Ông này đó là hồi năm nay, có mới năm nay thôi, ông được trao giải thưởng Trey Hutchinson Award của thành phố Boxer, là một giải thưởng danh dự cho một cảnh sát viên có nỗ lực đặc biệt để bảo vệ nạn nhân, bảo hành gia đình cũng như gia đình của những người này. Mà bây giờ ông lại bị như thế. Thì bây giờ ông bị cái tiền thế chân là 350.000 đô la và đang bị nhốt trong nhà tù Bosimax Correctional Center. Đó. Thì cuộc điều tra vẫn còn đang tiếp diễn để coi chuyện nó sẽ như thế nào. Thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.